hỡi lính mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca những kỷ niệm không thể quên đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này vậy là sau những ngày giữ chốt được bình yên nay bàn giao lại cho đơn vị bạn để tiếp tục lên đường tham gia chiến dịch giải phóng Campuchia. Lần đầu tiên Giang gạo mệt xỉu, mỗi anh làm cho một ruột ghé. Anh nào làm xiêng Giang nhỏ lửa thì gạo còn giòn, anh nào hấp tấp lớn lửa cho nhanh thì đến khi ăn nhài gãy cả răng mà chưa nát được. Sau khi chuẩn bị, đơn vị bắt đầu hành quân, mục tiêu ban đầu là Phin sau đó đơn vị tiếp tục càn quét sâu vào rừng, dọc theo trục đường dẫn vào thị xã Po keo Ở đoạn này, đơn vị C3 của đồng chí Trần Dung là gặp địch nhiều nhất. Có lẽ địch muốn chia cắt đội hình D1 để dễ tiêu diệt ta. Sau khi E31 tiến công theo trục đường với sự yểm trợ của T54 giải phóng thị xã Po Keo, thì D1 được lệnh hành quân theo đường lộ tiến vào Po Keo. Khi từ trong rừng cắt ra đường lộ, một cảnh tượng thật thê lương. Trên mặt đường có những chiếc xe còn bốc khói vì bị mìn hoặc bị bắn trong đó có cả những chiếc xe dân sự đã tham gia vận chuyển hàng hóa cho mặt trận. Đây đó những nhóm dân công hỏa tuyến ngồi lặng yên, hốc hác tranh thủ lúc nghỉ giải lao chờ sốc lại đội hình hành quân. Chúng tôi bắt chuyện với những bác tài xế xe dân sự. Các bác ấy kể lại rằng, một hôm chúng tôi được lệnh đi công tác đột xuất, chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho một tháng. Vậy là lên đường, chứ không biết đi đâu, làm gì. Đến khi vào biên giới Đức Cơ mới biết là phục vụ chiến dịch giải phóng ca Vào đến đây thì đã có anh hy sinh, có anh bị thương, trông họ thật tội Sau khi dốc lại đội hình, chúng tôi tiếp tục hành quân vào vô keo Cả đời binh nghiệp, lương khô để hành quân là gạo giang Sau này có sang trọng hơn là thỉnh thoảng được ít bo bo giang vào đóng gói Còn đường thì thuộc loại kim cương Nam Phi, chứ không phải hồng ngọc ở Pailin đâu Gạo giang, ấy vậy mà ngày cuối Trước khi được lệnh ra đường lộ để nhận lương thực Cũng hết sạch Nhịn đói Tìm anh đồng hương nào răng yếu Nhai không nổi nên còn Xòe tay cho xin một tí Khu vực phía đông đường 19B kéo dài Hầu như là rừng già Lấy gỗ khi gần vào đến Long Phát Thì mới có rừng khộp Mới chỉ mấy ngày Mà xe tăng và xe cơ giới Các loại đã cày nát mặt đường Tạo thành một lớp bụi dày gần 1 2 mét nên địch rất dễ gài mìn chống tăng Chỉ cần ném quả mìn xuống đường Là nó chìm sâu vào lòng đất Rồi như một cơn gió thổi Là mất dấu ngay Khỏi phải ngụy trang Nên cơ giới phải xếp hàng dọc Chờ công binh gỡ mìn xong Mới nhích bánh Mà phải cán theo bánh xe đi trước Tiểu đoàn sau mấy ngày lội rừng Thì được hành quân cơ giới Nên đỡ vất vả một chặng Trong đội hình xe Nối đuôi nhau nhích từng tí một bỗng có bác tài gmc chở đầy gạo nôn nóng lách xe qua để vượt lên vì thấy đường còn trống anh em trên xe của mình vừa nói thằng này thế nào cũng dính mìn thì y như rằng oanh một phát khói bụi mù mịt cái đầu xe bị nhấc sang một bên may mà xe chỉ chở đầy gạo chứ không có lính không biết bác tài sống chết như thế nào vì đoàn xe vẫn tiếp tục nối đuôi nhau tiến tới Do là dê chủ công Cho nên đi xe cho kịp đến để tập kết Để đánh theo hợp đồng tác chiến Vì từ Pokeo và Lum Phát Dê một đánh theo trục đường cơ giới Còn quân tư trang của đơn vị mình Thì có tiêu chuẩn Quân trang năm hai bộ Cứ thế mà xài Rách thì ở chuồng dáng mà chịu Không có bổ sung Mà mấy cái ông nội gai ô dô Để vào một phát là tét ra luôn Còn quần ni lông Thì tuyệt cho một đường có lần đi gùi hàng cho quân nhu dê ở trung đoàn thấy quân nhu nhận một mớ bao ni lông dày cộp nghĩ rằng thứ này bỏ vào ba lô thì khỏi sợ mưa để ướt đồ mà có vượt sông suối thì làm phao bơi cũng được nghĩ vậy nên bỏ nhỏ anh chàng quân nhu ông nhận nhiều cái này cho tôi một cái đi anh chàng quân nhu chẳng nói rằng bóc một cái ném cho mình liền khi rơi xuống đất nó bung ra mình bảo ô sao dài thế anh chàng quân nhu mỉm cười Thế mày cao bao nhiêu mà đòi bao ngắn Lúc này mình mới hiểu Thì ra kỳ chết để nguyên con Cho vào trong bao Buộc đầu bao lại Trước khi lấp đất Dùng dao xoẹt một đường cho nó mau tiêu Để hốt Vậy là mình bẽn lẽn xin trả lại Không dám nhận nữa Cái chuyện tấm ni lông này Là mình nghe dân xe vận tải Của trung đoàn Với lại mấy anh em đi viện sư đoàn ở Bát Tam Bang về kể cho Chứ lính luồn rừng thì đố dám đổi Chuyện học tiếng ca là chỉ để phục vụ cho nhu cầu giao tiếp Chứ mà không giao tiếp thì nghỉ cho khỏe Vì học không xài nó cũng mau quên Nói chuyện học hành Mình nhớ cái lần ở đường 5 Một chú lính 78 Quảng Nam tên Vương Bị hố một phố đau đầu xô là mình với bạn ấy đang ngồi câu cá Ở trên một con mương dọc trục đường 5 Mình giật được vài chú rô con còn bạn ấy ngồi gần cả buổi Mà chẳng được con nào Đến làm quen hết Bỗng có một cô gái đi đường ở bên kia mương Dừng lại xem chú bộ đội câu cá Cô ấy nhìn bạn Vương rồi hỏi Bằng tiếng miên Anh câu có được nhiều cá không? Bạn ấy tỉnh bơ im lặng Vì không biết tiếng ca Cô ấy thấy vậy bèn hỏi lại tiếp Anh ta vẫn tỉnh queo Mình ngồi gần đó thấy ngại nên phiên dịch dùm Vương Con kia nó hỏi mày có câu được nhiều cá không kìa lúc này anh ta nổi cáu vì không câu được cá lại còn bị con gái chọc quê nên anh ta chủ quan phang một câu rõ to tê ray tê ray cô gái vẫn tỉnh queo nói lại bằng giọng miền nam rất ngọt đồ dơ bẩn lắm anh ơi rồi lại tiếp tục rời gót bạn biết không lúc đó anh chàng vương ngồi chết như từ hải còn mình thì cứng lưỡi như bị trúng gió sau khi vào đến po keo Dây một đảm nhiệm vụ cơ động đánh và giải phóng Long Phát. Cuộc hành quân này có sự yểm trợ của xe T-54 và T-59. Ngày hôm trước, trong đầu mình cứ tưởng tượng cảnh bộ binh giả nàng ngang, chính giữa là xe tăng hùng ngục tiến tới. Chẳng khác nào các bộ phim chiến tranh. Hôm sau, trên đường đã lù lù, nằm sẵn khoảng 10 chiếc xe tăng. Trên tháp pháo là một khẩu 12 ly 7, phía trước là khẩu 100 mm Thật là dũng mãnh. Sau lệnh sắp xếp đội hình, tất cả bộ binh đều được ngồi quanh táp pháo, chứ không phải đi bộ như mình nghĩ. Mỗi xe có khoảng gần 10 anh, chỉ huy bộ binh thì ngồi trong xe tiết giáp M113. Anh em bắt đầu lo lắng, đánh theo đội hình thế này thì rất dễ ăn B40, B41. Đó là chưa nói, nó dùng đạn nhọn rỉa ngang thì bộ binh cũng lĩnh đổ. Sau khi sắp xếp đội hình xong, xe tăng bắt đầu chuyển bánh, mỗi lúc một nhanh. Anh em bộ binh chỉ ngồi được hai bên hông của xe trên cái rè của xe Còn ở phía sau là ông bô nên không ngồi được Thật là khổ vì một tay phải cầm súng Một tay phải bám vào xích dự phòng Buộc quanh táp pháo để khỏi bị rơi Xe chạy rất nhanh Cây cối hai bên đường thi nhau đập vào Đầu bộ binh kêu bổng bốp Có anh bị văng mất mũ vì đâu có tay để giữ Lúc này ai cũng căng thẳng Vì dọc hai bên đường là rừng thưa, rừng khộp trống trải Nên địch rất dễ đứng bắn từ xa mà không khó phát hiện trước được nhưng cũng may là địch lúc này trong trạng thái hoang mang nên thỉnh thoảng vẫn nổ lẹt đẹp vài phát rồi chúng bỏ chạy nhưng như thế càng làm cho anh em khổ hơn vì khi phát hiện có địch là xe dừng lại bộ binh nhảy xuống vừa chạy vừa bắn tạt vào hai bên rừng còn xe cứ thế mà lao tới bỏ mặc bộ binh lạch đạch chạy phía sau vì vậy bộ binh phải chạy cật lực mới đuổi kịp xe có anh bị xỉu Nhưng lại may là được xe chỉ huy ở phía sau cho đi ké Thỉnh thoảng cũng có thằng pốt gan lì ra mép đường để bắn tăng Nhưng sau khi bắn hụt thì chiếc tăng đi đầu rất nhanh Vừa thấy khựng lại là quả pháo 100 mi đã phụt thẳng tới chỗ thằng địch rồi Lần đầu tiên thấy xe tăng đầu khựng lại Rồi nó khói bụi mù mịt bao trùm cả chiếc xe Anh em ở xe sau cứ ngỡ là xe đầu bị dính mìn Nhưng sau đó có tiếp tục chạy Thì mới đoán là do lửa phụt hậu của pháo Của hành quân cứ thế Hết bám càng lại chạy bộ Đúng là thần tốc phát khiếp Chỉ nửa buổi chiều Là đã đến bờ sông Long Phát Nơi hội tụ của các cánh quân Lão tài xế cho biết Ngày hôm ấy đơn vị đã tiến được hơn 30 km Vậy là d 1 đã hoàn thành nhiệm vụ tiến đánh địch Giải phóng đến bờ sông Long Phát nơi đây đã trở thành nơi hội tụ của các cánh quân nên rất đông vui một số đơn vị bắt đầu truy quét địch ở khu vực này công binh tích cực bắc phà cho các đơn vị vượt sông để tiếp tục chiến dịch giải phóng ca bộ đội nhà ta tranh thủ ra sông kiếm cá để cải thiện bữa ăn đoạn sông này cá rất nhiều chỉ cần một quả lựu đạn là có cá ăn mệt nghỉ mình ở đây được mấy hôm thì được lệnh về học hạ sĩ quan tại trường của sư đoàn đóng ở đức cơ Trường hạ sĩ quan sau đó chuyển qua bung lung Sau mấy tháng học tập Được lệnh về lại đơn vị Để cùng anh em lật cánh Vậy là từ sân bay Củ Hành D1 được cơ động về tân sân nhất bằng máy bay Rồi từ tân sân nhất Bay qua Bát Tam Bang Chiếc C-130 cũ kỹ Dùng dùng đáp xuống sân bay Quang cảnh thật là khác biệt Nơi đông bắc là núi rừng Làng mạc xanh tốt Còn ở đây vì là mùa khô Tất cả đều khô cháy Từ ngọn cỏ đến cái cây tất cả mang một màu vàng nơi đây không còn thấy bóng dáng của núi rừng mà là một khu đồng bằng ngút ngàn mặt đất nứt nẻ ôi thôi còn đâu rừng che bộ đội rừng che quân thù một chiến trường lạ lẫm giờ đây bộ đội sẽ dơ lưng cho thằng địch nó ngắm ở rừng núi đã quen đi đâu cũng phải bám suối ở đâu cũng bám suối lúc nào cũng có nước trong mắt giờ đây thì đã khác Mùa khô ở cái vùng đồng bằng này Kiếm được giọt nước thật khó khăn Đặt chân xuống sân bay Là bước vào chiến dịch truy quét Ngày đi đêm nghỉ Chẳng biết khi nào dừng chân Cái mùa khô ở nơi đây Buồn tắm thật là dễ Chỉ cần chùm ni lông trong một phút Thê là mồ hôi túa ra Tha hồ mà kỵ cọ Còn nước uống thì ít khi được nước trong mà uống Hành quân Kiếm được cái hố trâu rầm Là mừng lắm Có một vài vè của lính Mà khi ở Bu Đông đã thấy phù hợp với một câu đó là thằng lính mục lính lâu năm không được thăng quân hàm ví như cây lá mục ở trường sơn và giờ lại phù hợp thêm một câu uống nước đục có lần vào một phun bỏ hoang cả tiểu đoàn vét chung một giếng nước đã có sẵn nhiều anh em không đủ kiên nhẫn để chờ những giọt nước rỉ ra từ đáy phải nấu cơm bằng nước dừa cái thứ nước cơm nấu bằng nước dừa ấy hơi khó ăn vì nó cứ ngọt cũng may là ở đây còn mấy chục cây dừa đang ra trái Nên tha hồ mà uống Mặc dù người ta hay nói Uống nước dừa thì mỏi gối Rồi có anh siêng năng hơn Còn lấy nước dừa để giặt quần áo Mà lạ thật Giặt bằng nước dừa Quần áo như sạch hơn Mà không thấy bị xăm kim Như người ta vẫn hay nói Đơn vị cứ mãi miết đi Hết nơi này đến nơi khác Cũng may là từ khi qua đây Không còn phải ăn độn nữa Được ăn cơm nguyên chất 100% Nhưng thực phẩm thì vẫn vậy Tiêu chuẩn hành quân 1A một lon 450 gram thịt hoặc cá Nên cố gắng độn nhiều muối vào Để cho đủ ngày đủ tháng Nên khi truy quét Cứ mong cho gặp nơi ở của địch Vì ít ra thì cũng kiếm được chút ít thực phẩm Của bọn địch sót lại Thông thường thì chúng hay muối thịt heo Và mấy thứ thịt ấy có mùi thung thuộc Nhưng cảm thấy ngon tuyệt vời vì không phải lúc nào cũng kiếm được thịt Cái đấy khi đó Chúng lận như chạch Chính sát đi đầu thấy tấp thoáng có địch Báo về ở phía sau dàn đội hình để đánh Khi đội hình tiến đến nơi Có địch thì chúng đã chạy mất tích từ lâu Đơn vị lại tiếp tục lên đường Nhưng đó là những nhóm nhỏ lẻ Bám địa bàn Nên khi gặp đội hình lớn của ta Thì chúng không dại gì mà đối đầu Kham khổ mãi Thì cũng có lúc được chúng mánh Hôm ấy hành quân đến gần chiều Thì thấy ở xa xa có ngôi nhà Tiểu đoàn cẩn thận chia đội hình để tiếp cận Khi xác định được Trong khu nhà đó có địch Chứ không phải là dân Tiểu đoàn ra lệnh nổ súng đánh chiếm Cũng sau vài loạt AK Bắn trả Chúng nhanh chóng rút êm Anh em chia nhau lùng sục kỹ lưỡng Thì phát hiện đây là nơi trú quân Của lâu dài của địch Có lán trại, có một kho tóc lớn Và cả một chuồng heo Với 20 con heo thịt Vậy là tiểu đoàn đã có cái tươi sau bao nhiêu ngày muối hầm cơm vắt. Sau khi bố trí cảnh giới nghiêm ngặt, từng A từng B, vào chuồng hạ sát heo để làm bữa tươi và làm lương khô để dành. Có A vì mà nhiệm vụ canh gác nên khi chuẩn bị cho bữa cơm của mình thì không còn chia phần với ai được nữa. Đành đập lấy một con rồi xẻo thịt, chỉ một cái đùi. Hôm ấy lúc đang chuẩn bị nấu nướng thì có một con chó làng vàng trở về. Vậy là một vài anh hứng chí đập đầu làm thịt. Và cái món thịt cầy ấy cũng chỉ có mấy người hưởng ứng. Sáng sớm hôm sau, lại tiếp tục lên đường hành quân truy quét. Ba lô anh nào cũng để ấp thịt. Có anh mang khỏe, còn đeo thêm mấy miếng thịt heo muối của địch đã muối sẵn. Nhìn cái chuồng heo vẫn còn mấy con, thật là tiếc. Trước khi lên đường, anh em vẫn không quên chất chanh vào quanh kho thóc để đốt sạch, mặc dù biết đốt lúc này cũng vô ích vì chúng sẽ quay lại dập ngay. Và lại kho thóc rất lớn, muốn cháy hết cũng phải mất mấy ngày, nhưng không thể ở lại để phục kích được vì phải đi theo hợp đồng tác chiến. Hôm ấy C1 của mình đi đầu, lúc đầu vẫn còn giữ trật tự theo đội hình, nhưng đi đến trưa thì do trời nắng nóng và hành quân liên miên nên anh em nào còn khỏe thì vượt lên trước. Đến khoảng 2 giờ chiều Anh chàng mang bốn 40 Lúc ấy đang ở vị trí đầu hàng quân Bỗng phát hiện có thằng địch Đang đứng cảnh dưới Dưới bóng một gốc cây nhỏ Khoảng 50 mét Nhanh như chớp Anh chàng bốn 40 vụt liền một quả Ngay chỗ thằng địch đang đứng Cái cây đổ gục Còn thằng địch thì chạy mất sau đó địch nổ súng dồn dập vào đội hình của ta. Lúc đó chỉ kịp tàn ra, tranh thủ tìm ụ mối lùm cây để nấp sau là đạn phủ đầu của quân ta, địch bắt đầu dùng cối 6182 để dập vào đội hình. Bây giờ quân ta lấy lại bình tĩnh để xác định vị trí của địch mà phản công. Nhưng chỉ vừa cựa mình thì địch đã phát hiện và bắn tỉa, nên không anh nào dám cụ cựa. Hỏa lực B40, B41 chịu chết, chỉ có mấy khẩu cối đang đi ở phía sau, kịp nấp vào mấy ụ mối tương đối lớn thì mới có thể triển khai bắn ứng dụng một cách hú họa vì không quan sát được địch Nên chỉ đoán vị trí địch Qua tiếng đề pa Vậy là ta phải nằm chịu trận Dưới cái nắng oi bức Và đưa cái lưng cho nó dã cối Thằng địch này cũng rất giản ác Sau khi ghim được quân ta Thì nó cũng chẳng chịu xung phong Mà nó cứ đứng dã cối vào Nơi nào nó thấy cục cựa Là nheo liền Hoặc dã cối đến Anh em chỉ còn biết nằm chịu trận Và chờ chi viện Đến gần chiều Thì lực lượng chi viện mới đến Đó là khoảng 2-3 chiếc M13 gì đó Đã được cải tiến vũ khí Lắp thêm DKZ 106,7mm Và 12 ly 7 Do xe cao Nên các pháo thủ phát hiện ra địch Đang án ngữ phía sau con đê dài Từ đó khống chế đội hình của D1 Vậy là DK và 12 ly 7 trên xe Phát huy tối đa hỏa lực Bọn địch lúc này chỉ lo cúi đầu tránh đạn Nên đội hình của D1 bắt đầu nổ súng và xung phong tiến đánh. Lúc này bọn địch mới chịu bỏ phòng tuyến để rút lui. Sau khi rời khỏi bờ đê, chúng chạy tán loạn ở trên đồng trống để vào ngôi làng ở phía trước xa. Tiết giáp M113 sau đó đứng hứng chí, nạp theo để bắn, bỏ lại sau lưng cánh lính bộ binh đang cố chạy theo. Có thằng địch đang chạy, bị trúng đạn ngã xuống, liền bị bác tài cho xe tới xéo vào luôn. Trận ấy địch bỏ mạng tại chỗ vài ba thằng còn ta cũng bị thương và hy sinh kha khá Nhưng có sự ngẫu nhiên Là mấy bác hôm trước sơi thịt chó Thì đều bị thương hoặc tử Kể từ đó về sau Nhờ anh em e ngại với thịt chó Mặc dù cuộc sống cơm nắm, muối hầm Vẫn hàng ngày tiếp diễn Đêm hôm đó thật buồn Vì mới chiều anh em vẫn còn hỉ hả với nhau Về món thịt heo Mà tối nay thịt heo vẫn còn đó Nhưng người ăn đã vơi đi rồi Ở đây địa hình băng phẳng có rất nhiều ụ mối lớn nhỏ còn cây cối chỉ là những bụi rậm lác đác có vài cái cây nhưng cũng chỉ to bằng bắp chân là cùng vì là chúng phục kích nên chẳng thấy đâu chỉ nghe hướng súng nổ và hướng đạn mà đoán vị trí đang nấp sau khi cần ta đã an tọa địch không còn bắn hỏa lực nữa vì có lẽ dùng hỏa lực lúc này là không hiệu quả bọn chúng đã ở thế thượng phong nên chúng bắt đầu bắn tỉa chúng bắn rất ác ở ụ mối phía trước mình có hai anh đang nấp một anh mỏi giò vừa duỗi chân ra ló ra khỏi ụ mối là có liền hai ba viên đạn bay thẳng tới chui vào trong đất rất may là chỉ cách chân chưa tới một găng tay anh này hoảng quá vội co giò nằm im lát sau ở anh bên cạnh sốt ruột muốn ló đầu lên để xem địch nằm ở chỗ nào mà tặng cho một quả bê để lấy khí thế nhưng khi cái bụi cây con ở trên đầu ụ mối vừa lay động, thì đã có vài ba viên đạn thẳng bay tới và anh này cũng đành phải giải lao chờ cấp trên xử lý tình huống. Mặt trời lên dần, cái nắng chói chang bắt đầu thiêu đốt bộ đội, nhưng địch vẫn kiên trì ghim quân ta. Đội hình phía sau của quân ta cũng không khá gì hơn, mặc dù hành quân theo chiều dọc, nhưng hầu như cả đội hình đều lọt trọn vào ổ phục kích của địch. Đến gần trưa, quân địch bắt đầu di chuyển để khóa đuôi và đánh tốc ta từ sau tới. Lúc này phía sau đội hình đã nghe thấy tiếng súng thưa thớt của quân ta bắn trả Khi thấy địch rời vị trí thấp để di chuyển lên Chúng vừa khống chế ta vừa tổ chức đội hình lùi xa để bọc hậu Sau gần một buổi nằm phơi nắng chịu trận Bỗng nghe tiếng M113 y ầm Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm Đại liên M30 trên xe Bắt đầu theo sự hướng dẫn của dê Đã quét một bên cánh của địch khiến chúng không thể thực hiện được âm mưu khép góc để tiêu diệt quân ta. Đồng thời cũng đánh bật các vị trí nấp của địch. Địch bắt đầu rời vị trí và bỏ chạy. Lúc này, lính ta mới nạp theo để truy kích. Nhưng vì hai bên cách nhau khá xa, khoảng trên dưới 100 mét, nên địch nhanh chóng mất hút. Rất may là địch nổ súng sớm khi đội hình hai bên cách nhau khá xa. Chứ nếu địch bình tĩnh hơn, để vào thật gần mới nổ súng, thì thương vong của ta có lẽ phải nhiều hơn Ngày đó vào mùa khô Các giếng ở Pai Linh đều cạn Vì đây là vùng núi đá vôi Các đơn vị đều phải xuống suối múc nước E bộ có một số bộ phận Đóng ở trong nhà dân Thì dùng nước mưa từ trong ngầm ngầm Lúc ấy C1 ở sát nách e bộ Nên hóng được câu chuyện Sau là trước nhà xe vận tải Có một cái giếng Do bước vào mùa khô nên giếng nước cạn Không múc được nước nữa nên có kế hoạch vét giếng. Tất nhiên là một anh tân binh mới để về đơn vị để sung phong leo xuống giếng. Anh ta là lính Sài Gòn, nhập ngũ năm 80. Sau khi vét lên một mớ đất đá lột nhổ, anh ta báo lên trên mặt đất là có mấy cục gì vuông vắn lắm, lạ lắm. Thế là lính cũ trên bảo, đâu, bỏ vào gầu lên xem nào. Anh ta bỏ mấy cục đen đen ấy vào trong gầu để kéo lên Xong bên trên lại vọng xuống Xem kỹ còn cục nào nữa không Thế là anh ta lại hí hoay Bới móc Nhưng lần này anh ta sinh nghi Vì chắc là cái gì đó có giá trị Nên lính cũ mới bảo tìm kỹ Vậy là sau khi tìm kỹ lưỡng Anh ta bỏ vào gầu thêm mấy cục nữa Nhưng không quên lận lưng Hai cục để thủ Sau khi vét giếng xong lên trên Thì anh ta mới biết đó là vàng thỏi Vì nằm dưới giếng lâu ngày Nên nó đen thui Vậy là anh ta vạch ra kế hoạch về với mẹ Sau đó anh ta rủ thêm một đồng hương Sài Gòn cùng nhập ngũ Vượt đường 10 về bắt Tam Bang Rất may là trên đường không bị Pol Pot hỏi thăm Nhưng khi đến gần sư đoàn bộ Thì bị một đơn vị của ta phát hiện Và cho vào vị binh để mới uống nước chè Thế là mọi việc bại lộ Ngày hôm sau liền có xe kèm quân Pháp Trả anh ta về vị trí cũ Và quân Pháp cũng không quên thu lại toàn bộ số vàng đã nhặt được Hình như là khoảng trên một chục cục gì đó Vậy cho nên số không được của Thì cho dù có bỏ vào túi thì cũng bị lôi ra thôi Lần đó được lệnh đánh chiếm Sau mấy ngày hành quân Lính bắt đầu tiến vào vị trí chiếm lĩnh Nhưng không hiểu sao Địch phát hiện được đội hình Chúng bèn dùng hỏa lực nã mạnh vào đội hình Lần này lính được nếm một pháo cối Chúng dùng đủ loại Nào là 82, rồi 120 và lại có cả pháo 105. Chúng bắn tá là Khi thì vào đội hình, lúc thì rớt trước đội hình, lúc sau vào đội hình. Lính tráng không biết đường nào mà chạy. Lúc ấy chỉ biết nằm tại chỗ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cho mình cái hố cá nhân để tránh mảnh đạn. Trong đại đội có thương binh tử sĩ, tội nhất là có anh Dũng người Nha Trang. Anh này thường ngày có giọng ca cải lương trời phú, rất trong trẻo. Lúc hứng chí anh tưởng hát võ đông sơ bạch thu hà Còn khi muốn gây cười thì anh hát nhạc chế cũng là vọng cổ Mặc dù nghe đi nghe lại nhiều lần Nhưng mỗi lần nghe đều cảm thấy được như xả sợ chết Anh này hy sinh vì mảnh pháo Rồi là anh biểu Anh này cũng người Nha Trang nhưng gốc Huế Anh là đoạt huy chương vàng trong kỳ thi hút thuốc Lào ở C Khi còn là lính huấn luyện ở Quế Sơn, Quảng Nam Đà Nẵng trong kỳ thi này Có cả chính trị viên C người Nghệ An Là chu hút thuốc Lào Anh biểu về nhất Với thành tích bắn 6 điếu Theo tiêu chuẩn của cuộc thi Là không gục Anh này hy sinh Cũng bị một mảnh pháo Rơi vào đúng hộp sọ Mấy anh bạn bảo là cái hố cá nhân này đang đào Chưa được sâu lắm Người ta thường nói đạn đi tìm người Chúng ta thường phê phán những trò mê tín Nhưng trong chiến tranh Hai chữ số mệnh nó thể hiện khá rõ nét trong trận này Anh bạn thoại của tôi là điều minh chứng Khi anh ta vừa đào xong hố cá nhân Đang thu người cúi xuống Xem đã đủ lút đầu chưa Thì có lệnh chuyển thương Đây là điều bất đắc dĩ Vì pháo vẫn đang nổ không ngừng Và may mắn là anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ Mà không hề hấn gì Nhưng đến khi anh ta quay về lại vị trí chiến đấu Thì hỡi ôi Một quả pháo đã giúp anh ta Khoét sâu thêm cái hố cá nhân Mà anh ta đã ngồi khi nãy Anh ấy bảo khi ấy cảm thấy lạnh hết người và vô cùng biết ơn anh chỉ huy đã điều anh đi tải thương. Vậy là sau hơn 2 giờ nằm chịu trận ở dưới hầm cối, pháo của địch. Bây giờ, phe ta mới chi viện pháo được cho bộ binh. Pháo cối của địch bắt đầu thưa dần và lệnh của chỉ huy cho sung phong. Tuy rằng hô sung phong để lấy khí thế, chứ thật ra thằng địch đang ở đâu đâu. Và lại ở trong rừng thì cũng khó lòng thấy được thằng địch. Vừa luồn trong rừng Gai Oro được một đoạn Thì cả đại đội lại phải dừng lại vì lúc này trên đầu là tiếng đạn 37 ly bay rào rào. Có cảm giác như là nếu đứng thẳng người sẽ bị trúng đạn ngay. Một lúc sau, chỉ huy cho lệnh xuống giải thích. Đó là ta bắn yểm trợ cho bộ binh. Anh em tiếp tục xông phong, nhưng vẫn lò ngày ngáy. Sau mấy tháng chiến dịch truy quét liên miên trên khắp mọi nẻo đường bắt Tam Băng, đơn vị mình tiến đóng quân ở một phun sát đường lộ. Do đáng trí nên mình đã quên mất tên ở đây làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ phung bảo vệ một phần của đường năm dân ở đây mới về định cư nên còn rất nghèo chưa sản xuất được lúa gạo nên chủ yếu đi mót lúa chét ở trên đồng về ăn và nhận trợ cấp lương thực của chính phủ có nhiều hôm dân vào đơn vị để xin gạo ngày ngày dân hồi hương về nườm nượp ở trên đường và ở đây có nhiều chuyện thú vị giúp cho mình hiểu đôi phần về người dân bản xứ nơi đây khi ở đường năm trong phum có một bà già Năm 79 chắc bà ấy cũng cỡ 60 tuổi Bà này là Vật Kiều Gốc người Nam Bộ Không rõ bà tên gì Nhưng anh em bộ đội thường gọi vui là bà già lựu đạn Những khi rảnh rỗi Anh em thường đến trò chuyện với bà ấy Để tìm hiểu về phong tục tập quán Của người dân Khơ Me Tìm hiểu về bọn Pol Pot Khi thắc mắc tại sao Việt Kiều Là đối tượng tiêu diệt hàng đầu của Khơ Me Đỏ Mà bà vẫn còn sống Bà kể rằng Quá trình bị lùa từ nông Penh đến đây Sở dĩ thoát được Là nhờ bà nói dành tiếng Khmer Nên nó nhầm bà là người Khmer Nhưng cũng có lúc bị chỉ điểm Bà đã dùng ngải để thoát thân Và chúng tôi bị cuốn hút ngay Vào những câu chuyện bùa ngài của bà Bà nói bà được truyền thụ ngải Từ người thầy Việt Nam Và bà đã nghe được những câu chuyện Dùng bùa ngải để sai âm binh Đánh nhau giữa người Việt Và người Khmer Qua bao nhiêu đời thầy và ưu thế chiến thắng lúc nào cũng thuộc về người Việt." Bà nói: "Do trình độ ngài của bà ở cấp cao nên bà đã dùng thuộc tàn hình để tránh sự truy đuổi của Pol Pot." Rồi bà chỉ: "Anh nào trong C có học bùa hoặc có đeo bùa trong người, anh nào được chỉ điểm đều công nhận không sai. Và lần đầu tiên mình chứng kiến một anh trong C là lính 578 bị bùa hành. Hôm ấy giữa trời nắng gắt, bỗng anh ta ra đứng giữa trời miệng lầm dầm gì đó rồi anh ta bắt đầu vung chân múa tay sau đó lao đến đấm đá túi bụi vào mấy cái chum bằng xi măng to đùng mà người dân hay dùng để chữ nước mưa dùng cho mùa khô mặt anh đỏ gay như vừa làm được mấy xị đấm đá một hồi khiến cho hai cái chum dày to cũng phải bể toác ra sau đó anh lại lao đến gốc cây dừa bung cao vút và lại tiếp tục đấm đá không hiểu sức mạnh sao mà mỗi cú đấm hoặc đá cây dừa rung lên những trái khô trái non rơi xuống đồm đốp sau hơn một tiếng đấm đá liên tục anh ta mới chịu ngồi khuỵu xuống gốc dừa khuôn mặt vẫn còn ngây dại mãi một lúc sau cơ mặt anh ta mới trở lại bình thường anh em lúc này mới dám bu lại để hỏi thăm sức khỏe anh ta nói là vừa bị phạt vì chui qua dây phơi có lẽ là dây phơi quần áo của phụ nữ anh ta nói trước đây cũng có lần bị phạt nhưng nhẹ thôi chỉ nhức đầu chóng mặt chút đỉnh chứ không bị phạt nặng như thế này điều lạ là đấm đá mạnh như thế mà kiểm tra tay chân không thấy dấu vết chảy xước gì cả trở lại với những câu chuyện của bà già lựu đạn bà ấy nói dân campuchia phần nhiều là thích học bùa và có bùa và mình thấy bà ta nói đúng thật khi được tiếp xúc với lính hương song rin thấy nhiều anh ở trần trên người có xăm hình bùa ở quanh người có anh xăm đến tận cổ không biết sự hiệu nghiệm của bùa miên đến đâu nhưng qua những trận đánh Có những tình huống Mà thấy thằng địch có khả năng chết chắc Nhưng nó vẫn thoát được Trong những câu chuyện vui Mà còn chỉ cách cho bộ đội không bị vướng bùa yêu Đó là khi ai mới ăn uống Để đề phòng bùa yêu Thì không bao giờ được ăn uống Mà phải chừa lại một ít Trong khi đó tập quán của người cam Là khách phải ăn hết uống hết Thì mới gọi là chân tình với chủ nhà Chuyện sốt rét thì khi vào chốt ở đường 10 cả C đều không ai tránh khỏi. Nhưng nhờ có sự rèn luyện và kiêng cữ mà ít bị ác tính. Mấy năm trời mà trong C chỉ có một anh chết vì sốt rét nhưng lại rất buồn cho anh này. Vì không biết thông tin từ đâu mà gia đình và địa phương khi được nghe tin anh ta đã vượt biên sang Thái nên đã gây sự dị nghị với địa phương. Mà ai mấy năm sau đơn vị có giấy báo tử gửi về. Mà cái bệnh sốt rét ấy cũng rất đa dạng. Đa phần là rét nhiều anh lên cơn phải cho thiều vào mồm để tránh cắn khỏi lưỡi. Rồi sau khi trùng mềm lại, hai ba người đè lên, chứ không thì run đến nỗi văng xuống đất. Còn có anh khi lên cơn thì đùn cả ra quần. Thế là đồng hương đặt cho biệt danh là thằng đùn. Phần mình thì sốt rất hay, cứ mặt trời lên là thân nhiệt theo. Mặt mày đỏ bừng như vừa uống rượu, đến khi mặt trời lặn thì hết sốt. Ngày nào cũng thế, Khổ nhất là việc đấu tranh tư tưởng thèm ăn Vào mùa xoài, me Khi sốt thì thích ăn chua Mà đã ăn vào vài quả xoài sống Thì gần như thuốc cắt sốt không còn tác dụng Sốt lâu ngày không cắt Ăn dễ bị ác tính Lại chuyện gác đêm của lính Nhiều lúc cũng phát hoảng Như gác mà quá tập trung quan sát Một vật gì đó Thì sẽ gây ra ảo giác Còn mình thì có một lần duy nhất Toát mồ hôi vì sợ Đó là phiên gác mà vị trí là giữa đám cỏ tranh Hôm ấy trăng sáng Nên mình chọn một gốc cây nho nhỏ Để có bóng tối dễ quan sát Vì đêm gác Chỉ có hai người nên tự giác Ai mệt thì kêu thay Nên một đêm có thể hai ba lần gác thay Hôm ấy mình cố gác thật lâu Để chỉ một lần gác Chứ thay nhiều lần cũng mất ngủ Vì ngồi quá lâu Nên bắt đầu ngủ gật Không biết ngủ được bao lâu Thì giật mình một phần vì phản xạ nhiệm vụ một phần thì có tiếng thú rừng khi giật mình tỉnh giấc cùng với việc nghe tiếng con mang tác là tiếng gầm của hổ vì khi nhỏ thường hóng chuyện đi dẫy đi rừng của người lớn nên còn nhớ miêu tả tiếng hổ gầm tiếng hổ nghe khá gần nên lúc này chưa nghĩ đến địch mà chỉ nghĩ đến cách đối phó với hổ vì lúc này trời tối tui nếu hổ mà đánh hơi được rồi tấn công thì không biết ra sao bỗng chợt nhớ lại là trước lúc ngủ ngục Thì trời sáng trăng Chẳng lẽ mình đã ngủ lâu Đến mức trăng lặn Theo phản xạ Ngước lên trời tìm trăng Mình lại hoàn hồn Vì trên bầu trời trong vắt Là một khối cầu đỏ chét Trông rất mà quái Thế là vội vàng nằm bẹp xuống đất Tay bật nhẹ khóa an toàn Bây giờ tiếng cọp có vẻ xa dần Nên mình đã bình tĩnh hơn Nhìn lại nền trời Để phán đoán việc gì đang xảy ra Lúc này mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đó là nguyệt thực toàn phần Bây giờ mới cảm thấy tức cười Cho sự sợ hãi vừa rồi Và cũng chả trách Vì đây là lần đầu tiên được thấy nguyệt thực toàn phần Lại nói tới liệu đạn Là mình nhớ tới lúc đang còn ở Đăng Minh Đồn 8 biên phòng Sau khi trung đoàn 1 Sư đoàn 2 rút vào đi năm Thì đồn 8 biên phòng bị bao vây Gần cả tháng trời Lính biên phòng kể rằng Kỳ ấy súng AK bắn đỏ nòng Đạn không còn bay xa được nữa Còn Pol Pot thì vẫn cứ trồ trồ bỏ lên Cũng may là đồn biên phòng liệu đạn dự trữ Nên cứ ở trên ném xuống mỏi cả tay Có thế mới cầm cự được Chờ trung đoàn 1 quay lại giải vây Rồi cũng ở khu vực này Một đồng hương cùng dê mình Bị một quả KP2 nhảy lên nổ ngay thắt lưng Khiến kích nổ luôn hai quả liệu đạn mỏ vịt Đang đeo ở thắt lưng Thật là thê thảm Nên từ đó Mỗi khi đi đâu Mang thắt lưng vào có hai quả lựu đạn Thì cảm thấy ghê ghê Sau này qua ca Có dịp là cho đi tìm cá ngay Và rồi cũng chẳng buồn xin lại nữa Ngày ấy ở tại Pai Linh, Những năm 80 Đơn vị nhận đợt lính năm 80 Đa số là dân Nam Bộ Một hôm một anh A trưởng lính năm 77 Xin được giấu tên Vì anh ở Nha Trang Biết thì đánh chết Dẫn lính mới đi tuần cặp đám dừa đang có trái để cho lính mới thấy được sự quan tâm của lính cũ đối với lính mới và cũng để cho anh em biết được tài leo trèo của mình anh ta bảo lính cảnh giới rồi thoăn thoắt trèo lên cây như một con khỉ sau khi đạp vài quả rơi xuống đất để văng tung tóe anh ta bảo dừa non và không cần tụt xuống đất anh ta nhanh chóng nắm chót tàu dừa vừa đu từ cây này qua cây khác lại thử và lại đu thuyền đến cây thứ tư Bất ngờ một cơn gió tuổi đến Làm cho tàu dừa bật ngược trở lại Khiến anh ta không bám được vào thân dừa bên cạnh Lúc này Anh đang toàn teng ở rót lá Tới không được Mà lui cũng chẳng xong Trường đã quá mỏi tay Anh ta vừa buông tiếng Dưới có đá không bay Đám lính bên dưới chưa kịp trả lời Thì anh ta đã nằm im trên mặt đất Và sát bên hông của anh ta Là một tảng đá rất hoành tráng Vậy là đám lính mới Chưa được chiêu đãi bữa rước dừa đã phải vội khiêng vị xếp của mình về bệnh xá trung đoàn với kết quả chấn thương giãn đốt sống vẫn còn hên từ dạo ấy về sau đồng hương mỗi khi gặp nhau đều hỏi thăm dưới có đá không bay rồi chuyện sốt rét thì cũng là quá bình thường mỗi anh một kiểu nào là cơn sốt dai dẳng sốt cách nhật sốt hẹn giờ bỗng dưng ở đơn vị xuất hiện một cái tên mới thằng đùn vì mình là người miền nam nên nghe tới mà không hiểu lý do ý nghĩa như thế nào Vậy là mất công đi tìm hiểu Thì ra Mỗi lần anh ấy lên cơ sốt rét Thì không kiểm soát được Nên đùn cả ra quần Và chuyện buồn ngày ấy Khi đội hình dê bị địch phục kích bao vây Ta nằm trong địa thế bất lợi chống trải Nằm dưới cái nắng gay gắt Chờ đoàn quân tiếp viện phía sau đi lên Một anh đồng hương năm Tên là Bông Đang ôm cây B40 Bỗng phát hiện địch Đang di chuyển ở xa Dường như chúng đang muốn khép góc Nóng lòng Anh ta bàn với một người bạn Đang nấp gần đấy Tao bắn nhá Anh bạn bên cạnh vội can Vì địa hình đang chống trải và bất lợi Và lại cả đơn vị Vẫn đang nằm chịu Chưa có kế hoạch phản công Anh bông vẫn không nghe lời can của bạn Quả B40 vẫn là vút đi Và khi đó phụt hậu vẫn chưa tan Thì địch đã đáp trả một quả thật chính xác Vào cái đám khói um đấy Bạn tôi đã ra đi như vậy. Vị trí đứng chân của đơn vị Trung đoàn 812 vào năm 1980 như sau. D3 chốt giữ ở các cao điểm phía Tây như 505, 566, Đồi Tre, 816, 557. D2 đứng chân tại 300 nhà phía Bắc Bài Linh. Trong đó có C5, D2 đứng độc lập tại điểm cao 229. Nói về địa hình Bài Linh, Ngày ấy là một thị trấn nhỏ Nhưng sầm uất Nhờ hoạt động buôn bán với Thái Lan qua cửa khẩu Và hoạt động khai thác chế tác đá quý Nơi đây còn có nông trường cà phê Rộng hàng nghìn HA Thị trấn nằm trong thung lũng Sát biên giới Thái Lan Cách thị xã Bát Tam Bang Trên 80 km về phía tây nam Đây là địa bàn chiến lược Của tỉnh Bát Tam Bang nói riêng Và của phía tây Campuchia nói chung Từ Bát Tam Bang đi Pailin chỉ có con đường 10 là độc đạo Hai bên đường là đồi, núi Xung quanh thị trấn là núi rừng bao bọc Về phía tây và tây nam Có nhiều dãy núi liên hoàn Kéo dài về phía nam Đến tận xăm lốp, tà xanh, Pô sát Và bên kia các dãy núi ấy Là lãnh thổ của Thái Lan Pai Linh, ngày 20 tháng 1 năm 1983 Anh Bình tư tưởng Hôm tháng 12 đi chốt đường bị mất một giò đã về nước ông nhàn lên dê được ít lâu thì đi bám điểm ở mỏ vẹt không may đạp phải quả mìn tăng không còn một mảnh thịt cùng đi có mai trước ở k 2 cũng đạp phải quả pk 2 tử luôn không lấy xác được đơn vị đi chiến dịch vào ngày 10 tháng này đến 4 giờ sáng ngày 12 tháng 1 thì bắt đầu nổ súng vì đội hình k 2 bị lộ hướng k 2 có một bãi mìn lớn trước sự liều lĩnh cùng đường và hỏa lực cá nhân mạnh của bọn Pol Pot, DKZ vừa chạy vừa bắn. Anh em thương vong rất nhiều, mũi K1 bị thủng, chạy tan tác, không hoàn thành nhiệm vụ. Đến ngày 14 tháng 1 thì số thương tử mới được đưa về. Kết quả C1 tham gia chiến đấu 35, bị thương nhẹ, quay về đơn vị có quy rùa, thường trạch, danh khủng, dũng lâu. Còn nặng thì có dũng, lính 82 ở B1 và mấy đứa lính mới bị thương nhẹ còn về tử và mất tích thì có Sơn Thịt và Hoàng Nô ở B3. Sơn bị nặng không chạy được, một đứa cõng chạy được một đoạn, địch rượt đuổi sát quá nên đành để lại. Còn Hoàng và Nô thì mất tích. Có anh em nói Hoàng cố tình theo Thái nên vô tình lôi luôn cả thằng Nô cùng đi. Sau trận này, tinh thần anh em bị xuống dốc dữ lắm. Tiểu đoàn và trung đoàn bị sư đoàn khiển trách rất nhiều. Khi vào chiến dịch giải phóng Campuchia, D1 được ưu tiên đánh theo trục đường từ Po Keo và Long Phát, có tăng T54 yểm trợ. Mình tưởng tượng những cảnh trong phim chiến tranh thật hoành tráng, nhưng khi bắt đầu xuất phát thì chỉ huy hô lên xe. Anh em không hiểu lên xe thì ngồi ở đâu. Và cuối cùng thì cũng được hướng dẫn là bu vào xung quanh tháp pháo, tay thì cầm súng, tay thì bám vào mấy đoạn xích rơ cua. Đúng thật là ấn tượng có mấy anh thấy ở phía sau bằng phẳng định nhau lại nhưng một anh có vẻ rành hơn nói mày ngồi trên trùng xăng đấy thê là mấy anh kia đành bỏ ngay ý định mà thật ra ngồi sau cũng không được vì sau xe là miệng bô rất nóng xe bắt đầu chạy ai cũng run nghĩ rằng nó ở trong rừng vụt cho một phát thì toi nhưng vẫn bình yên vô sự xe lao đi rất nhanh bỗng dừng lại hình như bác tài phát hiện có địch anh em nhảy xuống bắn bừa vào hai bên rừng Vừa bắn vừa chạy Cứ tưởng là xe tăng chờ cho bộ binh tiến trước Rồi từ từ theo sau Ai dè tăng cũng vọt ga luôn Có lẽ địch sợ Bỏ chạy không dám kháng cự lại Báo hại cho anh em Bây giờ phải nạp theo tăng Với quân tư trang súng đạn đầy đủ Ai nấy cũng muốn xỉu cả đi Lúc này chỉ lo chạy theo tăng Chứ không còn thời gian để mà nổ súng Cuối cùng thì tăng cũng dừng lại Cho anh em quá giang rồi chạy một lèo không nghỉ Lâu lâu chắc là thấy nghi ngờ Nên chiếc đi đầu nhấp thắng Rồi phang cho một quả 100 một mi Bụi phụt hậu tung mù mịt Rồi cuối cùng Cũng đến đích là bờ sông Lòng Phát May mà địch chạy nhanh hơn tăng Chứ có mà liều Trụ lại mà phụt Thì đúng là bó tay Chuyện tiểu đoàn 1 Trung đoàn 812 Đi đánh nhau được cấp trên tăng cường Toàn là ngẫu hứng như vụ đánh vào Long Phát Đến giờ chót mới biết có tăng Chứ chẳng có tập tành Hiệp đồng buổi nào Đến khi mở chiến dịch truy quét Mùa khô năm 79 ở Bát Tam Bang Được nghe nói có tăng yểm trợ Nên anh em cũng phấn khởi lắm Nghe nói chứ chưa hề thấy xe Đến khi hai lần bị phục kích lớn Địch om cả đội hình tiểu đoàn 1 Anh em nằm bẹp dí Đứa nào cựa quậy ngóc đầu lên Chưa nhìn thấy địch Thì nó đã trèo chéo ngay người rồi nằm phơi mấy tiếng đồng hồ, mà lạ là sao không thấy địch tổ chức xung phong, chứ nếu nó mà xung phong lộ diện thì dễ giải quyết rồi. Đằng này không biết nó nấp ở đâu. Bây giờ nghĩ, nếu có tăng lên thì sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng chở mãi đến 3 4 tiếng đồng hồ thì mới nghe có tiếng ù ù của mấy chiếc M113 và sau mấy loạt 12 ly 7 là mấy phát DKZ của xe bắn ra. Thì địch đã bỏ chạy lâu rồi Chỉ có vậy mà không chịu lên sớm cho lính nhờ Và trận nào cũng vậy Rõ là tăng khu 7 Ăn chắc hơn tăng khu 5 Còn ngẫu hứng nữa Là lính tăng biết bơi Không được học bơi Thế mà đùng một cái Lệnh truy quét ở papria Vùng thuộc biển hồ Mùa nước nổi Đi trên ghe mà lòng cứ bất ổn Nghĩ nếu chìm xuồng Thì có mà chết chắc Rồi cũng có anh bị chìm xuồng nhưng không chết Thì không thể chết Anh này bị chìm xuồng Do xuồng bị lủng Rồi dân họ lấy rẻ nhét tạm vào lỗ thủng Sau đó nhét đất sét vào Không biết bơi May mà nhờ có cái cây nhô lên khỏi mặt nước để bám vào Phu tử 99 Chủ ghe thấy lâu quá Không trả ghe về Nên sực nhớ là ghe thủng Nên đã đi tìm Và gặp ngay anh này đang ôm lấy khúc cây Lúc này người đã tím tái bèn mang về cạo gió khi anh này về đến đơn vị cởi quần áo ra xem thì thấy người bầm đen đi vì gió đến giờ mình vẫn còn nhớ cách cạo gió của dân ca nên thỉnh thoảng vẫn đem ra áp dụng sau khi giành thắng lợi chiến dịch đợt một mùa khô năm tám mốt tám hai của sư đoàn ba linh chín ta chiếm được các căn cứ của sư đoàn ba hai mươi văn phòng trung ương của pol pot ở khu vực sơ đa địch tháo chạy sang Thái Lan và tổ chức lại lực lượng để phản kích. Tại khu vực cao điểm 26, lực lượng của Trung đoàn 905 Sư 320 của Pol Pot co cụm về đây khoảng một tiểu đoàn tăng cường với cụm hỏa lực pháo binh hỗn hợp. Được sự hậu thuẫn của không quân, pháo tầm xa của Thái chi viện, chúng tăng cường bố trí vật cản để ngăn chặn ta tiến công. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Tiền Phương Mặt trận 479 ra lệnh mở đợt hai chiến dịch Sư đoàn 309 được mặt trận tăng cường hai khẩu pháo 130, một xe pháo 155 với chiến thuật hiệp đồng binh chủng, vận động bao vây, tiến công tiêu diệt địch. Mục tiêu là lực lượng trung đoàn 905 của địch ở khu vực điểm cao 263. Đồng thời hiệp đồng với sư đoàn 5 ở hướng bắc, đông bắc tấn công vào cao điểm 129, mở rộng địa bàn kiểm soát về hướng tây. C7 của E31 làm nhiệm vụ tấn công hướng chủ yếu từ Nam Tây Nam lên 263. Tiểu đoàn 8, trung đoàn 31 phát triển chiếm cao điểm 255, tạo thế bàn đạp và đảm nhiệm hướng thứ yếu từ Dông Đông Nam đánh lên tiểu đoàn 5, trung đoàn 96. Bao vây, vu hồi, chốt chặn và ngăn địch phản kích từ hướng Tây vào cao điểm 263. Sáng ngày 31 tháng 3, quân ta cơ động chiếm lĩnh tuyến xuất phát xung phong. Từ 8 giờ đến 16 giờ, địch đã dùng cối 120 và 82 bắn vào khu vực cao điểm 255 của D8 một cách quyết liệt. Trong lúc này, các mũi hướng của ta vẫn cơ động tiếp tục tiếp cận mục tiêu. D25 công binh bí mật mở đường lên cao điểm 255 để xe tăng ta cơ động chiếm lĩnh trận địa và dùng pháo của tăng để bắn sang cao điểm 263 nằm bên kia biên giới Thái Lan. Đến chiều ngày 31 tháng 3, sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn cùng các trận địa pháo 105 của trung đoàn 36, pháo 37 mm của D24 đã chiếm lĩnh trận địa ở phía đông điểm cao 387, khoảng 2 km. 15 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 4, địch dùng pháo 105 ở hướng tây bắc bắn vào đông bắc Phum Sơ Đa Chiều và tối, địch dùng cối 120 và DKZ ở phía tây bắn mãnh liệt vào cao điểm 25 năm. Lực lượng luồn sâu của tiểu đoàn đặc công 15 và trinh sát 27 phát triển lên điểm cao 685, đặt một đài quan sát đã gặp địch, hai bên đã nổ súng. Đến 6 giờ ngày mùng 2 tháng 4, các hướng mũi của ta đã áp sát mục tiêu cao điểm 263. 8 giờ 30 phút Sư đoàn trưởng lệnh cho pháo 155, 130 và 105 bắn vào các mục tiêu theo kế hoạch. Sau đó chuyển làn về hướng Tây Tây Bắc 263. Các đơn vị bộ binh vận động bao vây theo phương án. 9 giờ 30 phút, tiểu đoàn 7 đã vượt suối biên giới, vòng về phía Nam Tây Nam, cao điểm 263, gặp lực lượng địch khoảng 20 tên đang cơ động theo đường mòn từ phía Đông về phía Tây. Tiểu đoàn đã kịp chia thành hai mũi tấn công Ta nổ súng tiêu diệt được một số tên Số còn lại vừa cầm cự vừa rút chạy về phía tây Cùng lúc đó D5 vu hồi từ hướng tây sang Nổ súng tấn công ở phía sau lưng địch Địch đã dùng hỏa lực để phản kích Dây trưởng dây 5 Đỗ Duy Tuyễn Tổ chức đơn vị nhanh chóng xung phong Tiêu diệt được 17 tên Thu vũ khí trang bị sau đó để lại một C chốt giữ. Lực lượng còn lại của D tiếp tục phát triển về hướng Tây Tây Bắc, điểm cao 263. Ở hướng Đông, D8 phát triển lên điểm cao 263 thì gặp địch. Sau một hồi nổ súng, địch bị tiêu diệt một số tên. Trên các hướng khác, D6, E96 hoạt động ở Oda để bảo vệ trận địa pháo 130. Tiểu đoàn 9, trung đoàn 31 cùng trinh sát sư đoàn tiểu đoàn 27 lùng sục ở hướng nam và bảo vệ sườn đội hình tiến công chủ yếu của sư đoàn vào cao điểm 263. Khi D7 tiến chiếm điểm cao 263 thì bị lực lượng địch dùng DKZ và B40 ngăn chặn, làm cho một số đồng chí bị thương vong. Lúc này D trưởng Nguyễn Văn Tạo lập tức xin chi viện hỏa lực, pháo 37 của E36 và pháo 85 của tăng T58 vừa cơ động lên điểm cao 255, đã kịp thời bắn trực tiếp vào 263. Đồng thời các loại pháo 130, 155, 105, H12 của ta cũng đồng loạt bắn, khống chế các trận địa hỏa lực của địch ở khu vực phía bắc, tây bắc 263. Các mũi tấn công của các tiểu đoàn 5, 7 và 8 đồng loạt xung phong đến 11 giờ 15 ngày mùng 2 tháng 4 thì trung đoàn 31 đã làm chủ được cao điểm 263, tiếp tục truy quét mở rộng địa bàn, đánh địch phản kích cũng như co cụ và làm chủ thêm cao điểm năm 25. Ngã tư và bắt liên lạc với sư đoàn 5 ở điểm cao 129 từ 12 giờ ngày 2 tháng 4. Thái Lan dùng máy bay C47 quân thảo chiến trường bắn đạn 20 vào đội hình D7, D8. Các trận địa pháo của địch bắt đầu tổ chức phản công để dọn đường cho một lực lượng lớn bộ binh của địch từ xa cơ động lên bằng xe cơ giới nhằm chiếm lại những vị trí đã mất. Đây là trận đánh lớn trong khuôn khổ chiến dịch mùa khô năm 1981-1982 của Sư đoàn 309 mà chủ lực là Trung đoàn 31 và mũi chủ yếu được giao cho Tiểu đoàn 7 trong đó c 3 d 7 đóng vai trò chủ công. Trận đánh này đã được ghi vào sử sách của Sư đoàn 309. Xin được tản mạn một số chuyện vui Khi huấn luyện ở trường hạ sĩ quan của sư đoàn Tại Đức Cơ vào đầu năm 1979 Lúc ấy chúng tôi là đói và thèm ăn vặt Ngày sau, cảm nghĩa xung quanh khu vực đóng quân Thì có phát hiện một dãy mì Mênh mông, bát ngắt trên những sườn đồi Vậy là anh em tâm huyết với nhau bàn chuyện ăn trộm Và một buổi trưa, khi tất cả đi ngủ Thì nhóm tâm huyết này lên đường Đến thẳng dãy mì Bắt đầu phân công người Người thì kiếm củi khô Người móc mì Chọn củ vừa phải không lớn Không bé Rồi bẻ làm sao Để cây mì vẫn còn mới nguyên Sau đó vùi và đốt lửa Lần đầu tiên được ăn mì luồi Nó thơm và ngon làm sao Nhưng vì chưa có kinh nghiệm Nên ăn vội Không có nước uống Anh nào cũng ôm cổ Ôm ngực vì nghẹn Khi đã thỏa mãn được cái đói cái thèm Mới nghĩ đến một vấn đề nan giải là làm sao để xóa dấu vết ăn vụng. Những anh cẩn thận lắm cũng không khỏi bị vệt bụi than bám vào tay, vào miệng. Việc tưởng chứng bế tắc vì kỷ luật đơn vị rất nghiêm thì một anh phát hiện ở gần đó còn sót lại vài ba cây cao su. Vậy là vội vàng dùng lá đập vỏ cây lấy mũ bôi lên những chỗ bị dính đen. Trông anh nào cũng buồn cười. Thế mà hiệu nghiệm thật. Chỉ sau 5 bảy lần phủ mùi khô chỉ việc lột bỏ lớp mũ khô ấy Là có một cái miệng Và một đôi tay trong sạch Anh nào tham ăn Thì phải lột ra lần thứ hai Sau khi có giải pháp thần kỳ ấy Thì nhóm ăn vụng rất yên tâm Kết quả là khi trường chuyển qua bung lung Một phần ba dãy mì đã được đánh dấu lại Kể tiếp cái chuyện ăn trộm khoai lang Khi còn ở Quế Sơn Đó là một hôm Cũng theo thông lệ Giao ca gác kèm luôn rau ca khoai lang luồi. Hôm ấy, chưa đến ca gác, nhưng vì đói bụng, nên anh Tuấn cùng A đã theo ra ca gác trước để tham gia. Không ngờ, khi đang ăn vui vẻ, bỗng có tiếng còi báo động. Hai anh em đang gác thì ở yên, còn anh Tuấn phải ba chân bốn cẳng, lo chạy về lán để mang đồ tập họp. Vì vội, nên quên mất vị trí dây chống bão của khu nhà. Trong đêm tối, anh va mạnh vào sợi dây thép, Thế là một vệt cào khá sâu ở trên mặt Dài khoảng 5cm Máu chảy ròng ròng Cũng may là đêm tối Nên cán bộ không phát hiện Hậu quả là sau nhiều năm Gặp lại ở quê nhà Trên khuôn mặt bảnh trai Còn in rõ một vết sẹo dài Lại ở cái trường hạ sĩ quan đức cờ ấy Lần đầu tiên tôi biết sợ bọ cạp Không biết nó mắn tẻ thế nào Mà toàn một lũ choai choai cùng lứa Vừa trèo lên cái áo là nó đã chui tót vào ba con rồi. Lần đầu chưa có kinh nghiệm nên nhiều anh bị nó trích, sưng vù, người nóng sốt. Sau đó thì trước khi xỏ áo vào, phải rũ ra cho cái áo tơi ra. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có chú trốn rất kỹ, rũ không ra được. Còn bọn chuột nhắt, khéo hơn người. Ngày Tết năm 79, anh em được phát một ít hạt dưa, đang để dành đãi bạn, thì hôm sau biến mất làm anh em nghi ngờ nhau. Đến khi tình cờ tìm ra thì chỉ còn vỏ không. Cái giống gì mà ăn hạt dưa rõ tài. Hạt dưa bị tách đôi, không còn một ruột. Nhưng vỏ thì y nguyên hai mạnh, không hề có dấu rứt mẻ. Đúng là nhiều khi người nói, khi bị giết bọ cạp cắn, trong người sinh ra kháng độc tố, và lần sau thì vô tư cho cắn thoải mái. Và nghe rắn nước cắn cũng tạo được kháng độc tố có chuyện bị giết bọ cạp cắn chỉ việc cạp vào cây ổi 7 hoặc 9 miếng theo viến nam của nữ rồi nhai nuốt xong là khỏi chú ý trong khi cạp vào cây miệng phải luôn đọc câu thần chú mày cắn tao thì tao cắn mày ngày chủ nhật ở trường hạ sĩ quan được nghỉ anh em dạo một vòng quanh doanh trại ở toàn là người dân tộc lần đầu tiên tôi gặp dân tộc có cái tục cả răng cả tai khi còn nhỏ Tôi đã từng bị ám ảnh bởi tộc người này Vì hay bị người lớn mang ra hù dọa Mặc dù chưa được thấy bao giờ Người lớn mô tả bằng cách thổi phồng Nên thật là ghê rợn Và cái kết luận cuối cùng Là rất thích ăn thịt trẻ con Bây giờ tôi mới được chứng kiến tận mắt Họ có tập tục Mài mòn hai hàm răng bằng phẳng Còn tai thì đeo chiếc khuyên to Bằng chiếc vòng cổ Chiếc khuyên nặng kéo chỉ cả dái tai khiến cái lỗ khuyên dày càng ngày càng rộng ra và những người sống lâu thì rái tai đã bị sứt ra thành hai mạnh đong đưa cái tập tục ấy chỉ còn vết tích ở những người già chứ lớp trẻ thì vẫn bình thường như người kinh mình chứ không còn theo tập tục cả răng cả tài nữa dân tộc này còn có nhiều điều thú vị nữa là trẻ em chỉ mới bốn năm tuổi đã có thể chơi thành thạo điệu nhạc và điệu nhảy đặc trưng của dân tộc mình. Tôi bắt gặp một nhóm nhạc công nhí mà nhạc cụ là cái tét nước của quân đội và mấy cái vật dụng bằng kim loại có thể phát ra âm thanh. Nhưng nhịp điệu bập bùng rất nhịp nhàng và hay. Sau này tôi gặp lại cái nhịp điệu này ở những buổi nhảy lâm thôn ở Campuchia. Còn các bé gái thì nhịp nhàng theo điệu trống. Họ chơi rất say mê và tôi nhìn cũng không biết chán. Khi còn ở Pai tôi có một anh bạn bị sốt rét phải điều trị tại viện trung đoàn. Sau khi khỏi bệnh, về lại đơn vị, anh này than thở. Đã lâu chưa tắm, người ghét bẩn nhiều lắm. Nhưng tắm lại sợ chết, đã có hai ba người chết vì vấn đề này. Và nhờ tôi canh chừng cho anh ta khi tắm. Anh ấy bước xuống suối, khi bàn chân vừa đụng vào mép nước, thì anh ta lập tức ngã sấp xuống nước. Tôi vội phóng từ trên bờ xuống để cứu. Khi chạm tay vào người anh ta Thì toàn thân lạnh ngắt Nó cứng đờ ra như một khúc gỗ Rất nặng Tôi không kéo được anh ta lên bờ Nhưng nhờ có bình tĩnh Nên tôi vội nâng đầu anh lên khỏi mặt nước Và trụ đầu gối Để kê đầu anh ta Lúc này hình như anh ta không còn thở nữa Tôi bắt đầu kêu cứu, cứu Cũng may là khoảng 5 phút sau Có đồng đội lại giúp Khi anh ta lên bờ rồi đốt lửa cho anh ta sưởi Người anh bắt đầu mềm lại Và rồi bọt mép kiểm tra thấy đang thở trở lại liền vội vàng tổ chức khiêng đến bận xá trung đoàn để cấp cứu sau vài ngày rồi trở về đơn vị công tác bình thường những trường hợp bị chết là do khi đi tắm một mình nên bị sự cố bất ngờ không ai biết để mà cứu trước đây có nghe nhiều về cái tính thật thà của người dân tộc giờ đây gặp mới thấy thú vị quan niệm của họ một là một chứ không là hai một nải chuối thì có giá như là một quầy một buồng chuối vì vậy lính ta rất cân nhắc để mua bán thế nào cho có lợi anh em sướng vô kể vì lính chỉ có mỗi năm đầu một tháng phụ cấp nhưng việc này cũng không kéo dài được lâu vì hình như có quân sư nào đó thọc quẹt bánh xe nên sau này người dân tộc ở đây khôn giả phết lần đầu tiên hút thuốc của dân tộc khi lá thuốc còn tươi họ nhét cứng vào ống nứa phơi khô khi nào dùng thì trẻ ống nứa ra để lấy. Có điều là thuốc lá ở đây nhẹ và khét, nhưng có còn hơn không. Nhớ hồi ở Quảng Nam, thuốc lá rất nặng và hôi. Nhưng con gái Quảng Nam, mỗi cô một điếu to bằng ngón tay trỏ. Chồng phát kiếp đi được. Rồi sức khỏe của người dân tộc cũng tuyệt vời. Họ mang gùi sắn hoặc củi. Phải hai bộ đội mới bê được lên cho họ lên lưng. Thảo nào, thấy mỗi khi người dân tộc giải lao ở trên đường đi thì người ta không đặt gùi xuống đất mà chỉ đứng một chỗ rồi dùng một cái cây trống ở sau gùi để đỡ thì ra nếu hạ gùi xuống thì phải có người khiêng giúp mới đứng được dậy còn người dân tộc ở phía bung lung thì ấn tượng nhất có lẽ là cái ăn của họ mùa khô người ta moi lên từ lớp đất cát những chú nhái cơm chỉ to bằng đầu ngón tay bụng tròn quay rửa cho sạch đất cắt Cho vào cái cối và dã nhuyễn ra Sau đó xuống lại bốc ăn sống Cũng là món nhái cơm này Nhưng nghe người dân tộc của mình ăn Thì thấy hấp dẫn hơn Đó là họ cho vào nồi nước Có mấy khúc măng lộ ô Rồi đun lên Con nhái bị nóng Chui vào trong ấm măng Để trốn và bị chín ở trong ấy Những ngày tháng học tập ở đây Vẫn là lăn lê bỏ toài Rồi kỹ thuật chiến đấu Đến khi bắn đạn thật Bài bắn đèn ban đêm bia số 4 Chẳng hiểu anh bắn trước Hay cán bộ dẫn bắn Đã chỉnh thước ngắm sai Mình kiểm tra súng thấy sai Bảo với cán bộ dẫn bắn Thì bị nạt Thế là bỏ một phát Cây đèn dầu biến mất Vậy mà hắn cứ lẩu bầu Có lẽ lùng bùng nhất Là cái vụ học nghiệp vụ tài chính Chỉ có dăm bảy cái tài khoản thôi Nhưng không hiểu Do cán bộ dở hay là học trò ngu mà cứ tối dinh tối mù với cái khoản nợ có đang học dở thì có lệnh chuyển hướng qua bung lung nơi đây chỉ toàn rừng núi lại phải san nền chặt cây làm nhà ngẫm lại thấy bộ đội cũng thật giỏi hầu hết chỉ 18 đôi mươi vừa rơi khỏi bàn tay gia đình mà đa phần lại là dân thành phố ấy thế mà mỗi lần chuyển quân lại là một lần làm nhà mới mà ngôi nhà nào cũng thấy khang trang sạch đẹp ở đây toàn rừng núi Không còn những dãy mì sắn Bát ngát để mà ăn trộm nữa Chán thật Lùng sục mãi ở trong rừng Cũng chẳng có gì để ăn Không như ở bên giới Đắc Min Còn vài ba quả gùi Hoặc xoài rừng Có khi mới thấy điều lạ Người dân tộc ở đây Họ có những kiểu săn bắn rất thú vị Những chiếc bẫy trông thật đơn giản Ngộ nghĩnh Nhưng tính năng thì vô cùng độc đáo Có loại chuyên làm gãy cổ những con thú thấp như heo mang nhím có loại thứ chuyên đâm ngang bụng con thú cao như hiu nai châu bò mà hay ở chỗ khi bị lao đâm thì cây lao lại bị kẹp cứng khiến con vật đứng yên tại chỗ mà chết chứ không vùng chạy đi đâu được và thú vị nhất có lẽ là cái bẫy thỏ một thòng lọng treo ở một sợi dây căng ngang lối đi của nó chú thỏ có tập quán là chỉ nhảy chứ không đi nên họ treo cái thòng lọng cách mặt đất khoảng 5-7 cm. Thế là con thỏ nhảy qua là chui đầu vào thòng lọng và chính lực nhảy sẽ làm cho chiếc thòng lọng siết chặt vào cổ con mồi. Còn tụi Pol Pot kể cũng biết điều nên lính pháo binh có cơ giới thì được thưởng mìn tăng để tha hồ mà đánh cá. Còn những anh lính bộ binh chỉ cho mìn tép, trà bỏ kẽ răng nên đơn vị mình có đứa lính 79 có máu nghiền chơi chất nổ lúc đầu còn dùng thuốc mìn sau khi hết thuốc mìn thì đánh tạm bằng xà phòng đen nhưng xà phòng đen cũng là của hiếm nên nghiệt quá anh này sáng kiến lấy đạn tháo dầu bóp miệng rồi đốt để nghe tiếng nổ cho vui người ta bảo chơi dao có ngày đứt tay và anh này sau nhiều lần đốt thì đạn nổ trên tay không kịp ném cũng may là chỉ tét tay chứ không sứt ngón từ sau lần đó Không thấy anh nghịch dại nữa Trong đời lính Chỉ có ấn tượng nhất một lần duy nhất Là khi ở đường 10 lên Pai Linh Khi trời còn đang mở sáng Trên đường xuống suối Thì trùng hợp với lúc bọn Pol tập kích Một quả bê nổ tóe lửa Ngay trước mặt mình Nhưng hú hồn là do phía trước của bụi tre Nên chỉ có mảnh bay rào rào Chứ không sao cả Còn miền chống tăng thì thấy được hai lần một lần nó bốc nguyên cái lốc Máy xe GMC quăng lên trời hơn chục mét Lần khác Trên đường chiến dịch và bọc keo Một chiếc xe chở gạo muốn vượt đoàn Lách ra khỏi hàng Vừa vượt lên khoảng 4-5 mét Thì ầm Khói bụi mù mịt Nhưng do xe chở nặng nên không bị lật Lính ta khi nhặt hoặc xin được quả mìn chống tăng Thì sướng lắm Đục thuốc cho vào lon Đập bẹp để cho thuốc được nén chặt đục một lỗ tra kíp vào, sau đó là ném. ấy vậy mà có nhiều anh cũng nghiện, không có thuốc nổ thì lấy xà phòng đen cho nổ. Tuy rằng nó không nổ mạnh như TNT, nhưng cũng đủ cho đỡ nghiền. Đơn vị mình cũng có một thời gian có nhiệm vụ chốt giữ con đường 10 huyết mạch từ Bát Tam Bang đi Bài Linh. Đây đúng là thời kỳ căng thẳng vì quân số đã ít, đảm nhiệm một quãng đường dài, sức khỏe thì 100% sốt rét. Ban đêm phải vảnh tai căng mắt để đề phòng bọn Pol Pot tập kích. Ban ngày thì tuần đường, những lúc có xe lưu thông thì phải tổ chức chốt đường. Nhưng thằng địch cũng danh ma không kém. Nó biết lực lượng của ta mỏng, không thể nào giải khít được. Nên nhiều khi nó lẻn vào đoạn giữa hai tổ chốt để phục kích xe. Còn lính đi công tác từ các đơn vị về trung đoàn bộ ở Pailin thì khỏi phải nói. Mặt cứ láo liên. Hết nhìn xuống lại nhìn lên, lại nhìn vào rừng xem địch, nhưng cũng không khỏi bị phục kích. Có một lần, một đồng chí hy sinh rất hi hữu, không biết như thế nào mà một viên đạn nhọn vào ngay giữa đôi chân mày. Sau đó trổ ra đằng sau gáy, nhưng đầu đạn vẫn còn dính ở sau gáy, chưa bay ra khỏi, thật là thương tâm. Cái lối phục kích hoặc tập kích ở đây là chúng bắn hỏa lực B40 hoặc B41 theo cách luân phiên chứ không đồng loạt nên người nghe cứ như là nghe bắn liên thanh và kết thúc là một loạt ak lâu ngày nghe thành quen nên khi nghe tiếng nổ là biết địch ở hướng nào rồi ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám là một ngày định mệnh toàn cán bộ trung đoàn tám hai đi kiểm tra tiểu đoàn hai đang đóng quân ở ba trăm nhà sala Crown, khi đoàn quay về lại thị trấn pailin theo trục đường 58 Cách nhà máy cà phê không xa Thì lọt vào đội hình phục kích của địch Địch đã dùng mìn PK2 Bố trí dọc theo trục đường Một đoạn dài Nên cả đội hình cán bộ trung đoàn Và tiểu đoàn 2 Đều lọt thỏm vào trận địa mìn của địch Khi thấy đội hình của ta Đã lọt vào trận địa mìn Chúng cho khai hỏa Bị bất ngờ Nên ngay loạt mìn Đã có nhiều đồng chí hy sinh và bị thương Chúng tiếp tục Dùng B-40 và AK bắn mạnh vào khắp chiều dài đội hình, nhằm không để cho đồng chí nào sống sót. Sau khi không thấy tiếng súng bắn trả của bộ đội ta, chúng liền hô xung phong và tiến ra mặt đường. Chúng bắn bồi những đồng chí bị thương nặng, thu vũ khí và rút vào trong rừng trước khi lực lượng chi viện kịp đến. Trận này, bộ đội ta bị tổn thất rất lớn, 21 đồng chí hy sinh, 10 đồng chí bị thương, mất 17 súng các loại anh Đại và anh Đời là những người đã sống sót trong trận đánh ấy. Hiện nay đang dính giống ở Nha Trang. Anh Đại vẫn còn nguyên vết đạn trên cánh tay và mảnh mìn ở trên đầu ngực. Trong trận trung đoàn bộ và tiểu đoàn 2 bị phục cũng rất khả nghi có tay trong mật báo. Chứ đoạn đường này rất an toàn. Nhiều khi mình đi tay không, không thèm cầm súng và nếu có cầm súng cũng chỉ là để cải thiện thôi. Về đứng chân tại lin, tiểu đoàn được đi nhiều hơn, lung sục ở các khu vực dọc theo biên giới để kịp thời ngăn chặn địch thâm nhập, xây dựng căn cứ lõm, trinh sát các cấp cũng thường xuyên bám địa bàn. Mỗi khi phát hiện có dấu vết địch thâm nhập, cấp trên lại điều tiểu đoàn 1 tổ chức phục kích. Ấy nhờ vậy mà thị trấn được bình yên, không lập được căn cứ lõm để tổ chức đánh lớn. Cái địch chuyển sang dùng các phân đội nhỏ lẻ để phục kích tập kích và gài mìn. Ấy vậy nên lính chốt mỗi khi có việc phải về trung đoàn đều rất ngại, bất đắc dĩ. Thoát khỏi con đường mười đầy khắc nghiệt ấy, anh em trong đơn vị cảm thấy nhẹ người. Không còn cảnh có hôm 100% quân số lên cơn sốt rét. Hàng ngày, các anh em tổ chức lung sục xung quanh địa bàn để truy tìm dấu vết của địch. Một vùng rộng lớn được kiểm soát. Khi cảm thấy nơi đây an toàn, lính bắt đầu đi săn đêm. Nhưng thú rừng nơi đây cũng không có nhiều Thỉnh thoảng có con trồn, con thỏ, nhím, con mang Heo rừng nơi đây thật là khôn Chưa ai gặp để bắn cả Mặc dù ban ngày thấy có dấu chân Có lần đi tuần Gặp mấy cây xoài to đang mùa trái chín Dụng đầy gốc Dưới gốc cây là một bãi sình lầy lớn Có dấu chân heo còn mới Chứng tỏ có cả bầy heo vừa tới ăn trái chín Định hôm sau để mai phục nhưng hôm sau tuyệt nhiên không thấy một dấu chân nào biết là nó thấy hơi người bẵng đi vài ba hôm không đến nơi ấy khi quay trở lại thì đúng y một bãi chiến trường đầy dấu mới tôi cũng rất khoái cái trò săn bắn nên thỉnh thoảng mượn được đèn cũng đi săn đêm nhưng khổ nỗi đội đèn vào thì thấy người cứ lạnh lạnh không dám đi xa vì cứ nghĩ có thằng polpot đang nấp ở bụi cây nó thấy đèn sáng quắc đội trên đầu thì ngon ăn vô cùng Đi lanh quanh gần nơi ở Với hy vọng gặp được con trồn con thỏ Nhưng hình như mình không có mạng sàn bắn Nên đi mãi chả gặp được con gì Lần đầu tiên thấy được hai con thú bắt đèn Hai mắt đỏ lòng Nằm im ở dưới đất Qua kinh nghiệm bạn bè Thì đây chắc là con thỏ Với tài bắn đêm Khi còn ở trường huấn luyện Tôi dương súng Bom Một phát Đến kiểm tra vội nhưng hỡi ôi Không phải là con thỏ Mà là một con chim đớp mũi rõ to ấy thế là từ sau cạch Không thèm đi săn đêm nữa Việc săn bắn của lính Nhiều khi cũng có cái vui Có một đồng hương trong tiểu đoàn kể lại Trong khi đi tuần đường Thấy phía xa có con bìm bịp rõ to Đứng ở trên bụi cây Anh này giơ súng lên bắn Phát đầu tiên không trúng Nó vẫn đứng im Phát thứ hai Nó xả xuống bụi cây anh ta chạy đến nhưng không thấy nó đâu Vạch bụi cây ra Thấy một con thỏ nằm bẹp Chứ không phải là mìm bịp Anh ta mừng quá Nắm lấy đôi tai sách lên Lúc bấy giờ con thỏ mới dãy ruộng Nhìn khắp mình con thỏ không thấy bị thương ở đâu Thì ra do lần đầu được nghe tiếng súng Nên chú thỏ hoảng quá mà giả chết Ở Lin cũng có nhiều bãi cỏ tranh Mùa khô lính hay đốt để nếu có mìn, nó sẽ nổ, đỡ phải giận. Cái khác là nếu có mưa, nó sẽ mọc cỏ non, nai mang sẽ đến để ăn, và chỉ cần phục kích là có thịt để cải thiện. Lần đó, khi đốt xong bãi chanh, thì thấy mấy anh lính thấy lạ là có một cụm chanh khô không bị cháy. Tò mò đến xem, thì phát hiện ra trong cụm chanh của ấy có một ổ trứng gà rừng. Một anh lính bê cả ổ trứng lên thấy trong đó có một chiếc nanh heo rừng anh ấy nhặt cho vào túi áo và mang ổ trứng về khi nhóm lửa để luộc trứng thì anh này không tài nào làm cho lửa cháy được anh khác vào thay thì lửa cháy bình thường vậy là mấy anh em liên tưởng đến việc đốt đám cỏ tranh và những câu chuyện dân gian chuyện kể là những con gà rừng khôn ngoan tìm những chiếc nanh heo rừng mà khi nó già chết đi rồi chôn giấu rất kỹ mang những chiếc nành lót vào ổ thì sẽ không bị cháy do mưa rông có sớm chớp thường hay cháy rừng và người ta còn nói đeo những chiếc nành này thì đạn sẽ không bắn trúng vậy là anh bạn ấy hớn hở thử đi thử lại nhiều lần và kết quả khi mang nanh heo trong túi anh ta không thể nào nhóm lửa được ngày hôm sau anh ấy tìm được cây đinh định bụng đục lỗ để đeo vào cổ như người ta vẫn thường thấy nhưng khi đục cái này ấy bị vỡ và không còn tác dụng kỵ lửa nữa anh ấy đành phải vứt bỏ một cách tiếc nuối đúng là kinh nghiệm dần dần có nói ăn thịt gà rừng không xui nhưng ăn trứng thì xui còn nanh heo rừng thì không phải cái nào cũng linh người ta bảo rằng con heo già khi biết sắp dụng răng nó tìm đến một cốc cây kín đáo rồi húc đầu vào cho những chiếc răng cắm ngập vào trong cây và những kia cây răng sẽ nằm yên ở trong đó mới là những chiếc răng thiêng. Người Campuchia họ tin tưởng vào bùa ngải và nanh heo khá nhiều. Tất nhiên hiệu quả đến đâu thì ta cũng không thể dùng hình tượng đồng tiền để nói. Ấy là đồng tiền cũng có giả, có thật, rồi giá trị của nó nữa. Một đồng thì uy lực của nó sẽ thấp hơn 5.000 đồng. Vì đất nước có nhiều người sử dụng bùa ngải, nên tôi còn nhớ một bò già Việt Kiều ở đường 5 có khuyên, để tránh bị vướng bùa, ngại. Thì khi được mời ăn uống nên trở lại một ít đồ ăn, thức uống. Khi ấy bùa ngại sẽ không có tác dụng. Có lần tiểu đoàn 1 được phân công chốt đường 58 để sư đoàn chuyển địa điểm. Hình như là từ Bát Tam Băng về Hồ Pinh Pui. Lần ấy cả tháng trời ăn ở dọc theo trục đường. Đây là khu vực có nhiều rừng tre, rừng khộp và bãi chanh nên ngoài việc phục kích địch, còn phục kích và mang cả nai. trong những địa bàn đóng quân, chưa có nơi nào nhiều mang nai đến như vậy. chỉ khoảng một tháng, mà cả tiểu đoàn đã hạ gục gần cả trăm con mang, và lính ta đã đưa ra một kinh nghiệm, đó là khi hạ gục một con mang, thấy nó chết nằm thẻ lưỡi, ngoẹo cổ vào một bên, thì người ấy còn có cơ hội hạ con tiếp theo. còn nếu con mang chết không thẻ lưỡi, hoặc thè lưỡi thẳng ở trước mồm, thì anh sạ thủ đó khó có cơ hội để hạ tiếp còn nữa. Ngày đó ở d1, ở tận đồn tám biên phòng cũng dắt nhau đi hái chè về uống, quần bó ống, phải đi thật nhanh để vắt không kịp đuổi. Nhưng những con vắt thì quá láo cá, chúng phục sẵn ở trên cây, chỉ đợi người đi ngang qua là phóng cái tách dính ngay vào người. Trên đồi chè, một tay hái lá, tay kia phải vuốt người liên tục để phủi nhanh những con vắt trên lá không để chúng kịp hút máu mình tối lại sao chè khô bỏng cả tay lúc ấy mới biết là người ta phải làm thế nào để có chè khô xoàn tít để bán ở chợ thời gian ở đây thích nhất là được điều đi mang nhu yếu phẩm từ trung đoàn về tiểu đoàn tuy trên đường có sợ mìn k 58 nhưng bù lại có thể trôm đường để uống nước vì đường có băng qua suối nên chỉ cần sơ ý do bao đường nặng quá nên khi khiêng lỡ chạm vào nước vậy là sau khi rút ruột về đến tiểu đoàn Cần lên vẫn đủ khu vực đồn biên phòng số 6 đến đồn biên phòng số 8 đồi chè nằm gần giữa đồn biên phòng số 7 nghe nói là có từ thời pháp thông thường thì khi cây chè đã già người ta thường cưa đến tận gốc để cây phát triển mới nhưng gặp bộ đội hái chè thì khỏi cưa vì sau khi hái trẻ búp để làm lương khô xong Bộ đội tận thu cả các gánh lá giả Chỉ chờ thân chính Khi mang về đơn vị Thì các cành tươi dùng để nấu trước Tất cả cành lá được cho vào thùng lương khô Đổ đầy nước rồi đun như thuốc bắc Đến khi nước trẻ sắc lại Gần đứng tăm luôn thì mới uống Buổi sáng là một cốc Kéo thụt một nỏ thuốc lào Thì coi người như chết chưa trồn vậy thời gian ở đây có một căn bệnh lạ là bệnh mất ngủ bệnh do uống trà xanh vì không uống cũng bị bệnh lại có tính lây lan người bệnh tự nhiên không thấy buồn ngủ giống như dùng cà phê đậm đặc hoặc nước chè đậm đặc vậy phải mất mấy ngày sau mới trở lại bình thường được